Trưởng lão, lời Phật dạy, nếu rõ pháp như thật, vô hại đối quần sanh, bỏ các hạnh uế ác, đây gọi là trưởng lão. Ta gọi người trưởng lão, chưa hẳn đã xuất gia, tu gốc nghiệp lành này, phân biệt ở chánh hạnh. Nếu có người tuổi nhỏ, các căn không thiếu sót, phân biệt chánh pháp lành, đây gọi là trưởng lão. Chú giải, tu hành không khó, khó là người không ly dục ly ác pháp. Đọc bài kệ trên đây, chúng ta thấy tu hành theo Phật giáo không khó, khó là tại chúng ta không chịu ly tâm tham, tâm sân, tâm si. Nếu chịu khó và quyết tâm lìa tâm tham, sân si, thì ngay đó được gọi là trưởng lão. Trưởng lão trong đạo Phật được xem là một bậc tu chứng đã giải thoát hoàn toàn như bậc A-la-hán. Trưởng lão không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, không phân biệt tuổi tác nhỏ hay lớn. Dù là người tu sĩ lớn tuổi hay trẻ tuổi, người cư sĩ cũng vậy. Một khi đã tu chứng thì đều được gọi là trưởng lão. Ngược lại, dù một tỳ kheo 80 tuổi mà tu không chứng thì không được gọi là trưởng lão, chứ không phải tu lâu năm rồi thành sư cụ theo kiểu đại thừa. Đọc bài kệ này, chúng ta thấy rất rõ, muốn tu chứng đạo giải thoát của Phật giáo thì phải thấu rõ pháp môn của Đức Phật dạy tu như thế nào. Câu kệ đầu, nếu rõ pháp như thật, nhấn mạnh vào ba chữ rõ như thật. Vậy rõ như thật là rõ cái gì? Rõ như thật có hai nghĩa, các bạn cần phải hiểu. Một, biết rõ như thật pháp của Phật dạy, không bị lầm lạc pháp của ngoại đạo. Hai, hiểu rõ nghĩa lý thiện pháp và ác pháp đúng như lời Đức Phật đã dạy. Muốn hiểu rõ nghĩa lời Phật dạy trong câu kệ thứ hai, vô hại đối quần sanh, thì cần phải hiểu cái gì vô hại. Đó chính là pháp thiện, pháp không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Vậy, mục đích của Đạo Phật dạy chúng ta tu hành là dạy sống trong thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, tức là ly dục, ly ác pháp. Để xác định một lần nữa, Đức Phật dạy, bỏ các hạnh uế ác. Câu này, Phật dạy quá rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ rõ pháp thiện như thật để ngăn và diệt ác pháp. Luôn luôn sống trong thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì ngay đó là một bậc tu chứng của Đạo Phật. Có đúng như vậy không các bạn? Pháp tu như vậy có khó không? Nếu các bạn đã sống tâm ly dục, ly ác pháp, thì các bạn là bậc giải thoát, là người tu đã chứng đạo. Như vậy, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, vân vân, có giải thoát không? Có chứng đạo không? Xin các bạn trả lời đi. Các bạn cứ xem từ xưa cho đến ngày nay, Đại Thừa và Thiền Tông dạy người ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, lại hồng danh chư Phật và sám hối mà có ai ly dục, ly ác pháp không? Có ai là người xứng đáng được gọi là bậc trưởng lão chưa? Hay thấy một vị tu sĩ ở chùa lâu năm, lào thông kinh sách, tán tụng hay thì gọi là trưởng lão. Trưởng lão này cũng giống như sư cụ ở chùa lâu năm mà thôi. Câu thứ tư trong bài kệ nhấn mạnh một cách xác quyết, đây gọi là trưởng lão. Nếu một người tu theo đạo Phật, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, thì đó là bậc trưởng lão, tức là người đã tu chứng quả giải thoát. Thật ra, muốn không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh là phải có một quá trình tu tập, chứ không phải nói suông mà được có dễ dàng. Đọc bốn câu kệ này, các bạn thấy pháp của Đức Phật đâu có dạy ngồi thiền ức chế tâm cho hết vọng tưởng để kiến tánh thành Phật, hay niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc Tây Phương, hay niệm chú để có thần thông pháp thuật biến hóa tàng hình, hay để có tha tâm thông biết chuyện quá khứ vị lai của mọi người, hay tụng kinh sám hối lạy hồng danh chư Phật để cho tiêu tai giải nạn, vân vân. Ở đây Đức Phật chỉ có dạy chúng ta sống ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp, tức là không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh thì chứng đạo, chứ không phải cần thấy tánh mới thành Phật như Thiền Tông đã dạy. Kiến tánh thành Phật, khi tu hành nhận được tánh thấy, tánh nghe, tánh biết mà tâm tham sân si vẫn còn thì giải thoát ở chỗ nào? Nên có người mới hỏi thiền sư tại sao vậy? Thiền sư trả lời, tại vì tạp khí còn. Do câu trả lời này mà người ta bảo rằng lưỡi của thiền sư là lưỡi lừa. Đúng vậy, Thiền Đông Độ và Kinh sách Đại Thừa quả thật đã lừa đảo chúng ta. Bài kệ này trong Kinh Nguyên Thủy thuộc hệ A Hàm trong Hán Tạng mà còn giữ gìn được nguyên gốc lời dạy chân chánh của Đức Phật thì quả thật chúng sanh còn nhiều duyên lành với chánh pháp của Phật. Bài kinh này dạy tu hành rất cụ thể và xác thực từ lúc bắt đầu tu cho đến khi giải thoát hoàn toàn một cách rõ ràng cụ thể. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Pháp Phật tu tập
không mơ hồ, không trừu tượng như pháp môn của Kinh Sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ. Như chúng ta đã biết, Kinh Nguyên Thủy A Hàm thuộc Hán Tạng là do các tổ Bà La Môn kết tập nên đã bị các tổ thêm bớt rất nhiều, khiến cho tạng kinh này không còn mang tính chất nguyên thủy rạch ròi của nó. Hòa Thượng Thích Minh Châu khi lập luận án tiến sĩ Phật học, Ngài đã đem hai bộ kinh Trung A Hàm thuộc Hán Tạng và Trung bộ kinh thuộc tạng kinh Bali ra so sánh, thì thấy có rất nhiều điểm sai khác to lớn, khiến cho người sao đọc kinh A Hàm không biết lời dạy nào đúng là lời của Phật và lời dạy nào không đúng. Vì thế, trên bước đường tu học của chúng ta ngày nay, nếu không có thiện hữu tri thức có kinh nghiệm hướng dẫn, thì chắc chắn sẽ dễ dàng tu sai lạc vào pháp môn của ngoại đạo. Theo bốn câu kệ này, nếu chúng ta nhiệt tâm tinh cần tu tập hàng ngày, sống trong thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì chúng ta sẽ chứng đạo một cách dễ dàng chứ không phải như mọi người đã nghĩ khó quá. Kính thưa quý vị, tu như bài kệ trên đây dạy thì không khó, phải không quý vị? Tu chúng ta chỉ cần biết sống cho đúng thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Tu như vậy là hạnh phúc, là an vui, thanh thản và vô sự cho mình, cho mọi người và cho muôn loài chúng sanh. Đó chính là sự giải thoát chân thật của Đạo Phật. Chớ đâu phải tu tập là chịu cực khổ vào chùa làm công quả, rồi hàng ngày niệm Phật tụng kinh bái sám cầu nguyện cho tiêu tai, giải tan nghiệp chướng, cho bệnh tật tiêu trừ, cho được giảng sanh về cực lạc Tây Phương, hoặc ngồi thiền để kiến tánh thành Phật, hay lạy hồng danh chư Phật để được gia hộ giải thoát. Luật nhân quả không chấp nhận những điều này, nên dù cho suốt tháng ngày niệm Phật, tụng kinh cầu nguyện, cũng không bao giờ bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Dù có lạy hồng danh chư Phật đến mòn đầu gối, cũng không giải thoát. Giải thoát đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy phí công vô ích. Còn ngồi thiền thì đau chân như ai bẻ, tê chân như ai dần, nóng chân như ai đốt lửa. Đạo đâu chẳng thấy, chỉ thấy mình ngu si tự làm khổ mình. Ngồi thiền cố gắng tập trung tư tưởng, không cho niệm thiện, niệm ác xen vào, đến nỗi đầu nặng như đổi đá, mặt căng như da trống. Tuy khổ đau như vậy, nhưng vẫn tu tập không dám bỏ một phút, một giây nào, cho đến khi bị nhức óc đau đầu, như ai lấy dây xiết quanh đầu, đau nhức như bưng. Thế mà Phật tánh có giúp cho mình hết khổ đau được không? Có hết tham sân si mạn nghi không? Rõ ràng bỏ của bỏ công phí sức tu tập mà không tìm giải thoát được, chỉ toàn sống trong xúc tưởng hỷ lạc ảo giác. Do ngu si không hiểu biết thiền định nên cho đó là thiền định. Thật là tội nghiệp cho những người mù muốn biết màu sắc, ôi đáng thương xót vậy. Tóm lại, bốn câu kệ trên cho thấy sự tu hành của Đạo Phật không khó. Tu đến đâu là có giải thoát ngay đến đó liền. Có khó chăng là chỉ những người không muốn tìm sự giải thoát, nên không chịu bỏ những ác pháp, không chịu từ bỏ xa lìa tâm ham muốn dục lạc thế gian. Thường những người ưa thích ngồi thiền kéo dài nhiều thời gian không vọng niệm để kiến tánh thành Phật, hoặc ham mê thần thông nên tu khổ hạnh, chịu đau khổ, không muốn rời sự đau khổ, lấy sự đau khổ làm sự giải thoát để đạt được mục đích thần thông. Đối với Đạo Phật, những sự tu tập đó là đi ngược lại đường lối giải thoát của Phật. Do những sự ham mê như trên đã nói, nên họ thấy tu tập là tu khó. Đối với những người có quyết tâm vượt thoát ra khỏi bản chất loài cầm thú của mình, thì Đạo Phật tu hành không khó, tu hành rất dễ dàng. Chỉ khó đối với những người không chịu lìa xa, không muốn từ bỏ bản chất cầm thú của mình nên đành phải chịu khổ đau muôn đời muôn kiếp. Người tu chứng không phân biệt người xuất gia hay tài gia. Người đời thường có quan niệm cho rằng người xuất gia mới tu chứng thánh quả A-la-hán mới thành Phật, còn người tài gia thì không bao giờ tu chứng được. Đối với Đạo Phật, những quan niệm này sai lầm. Đạo Phật không phân biệt người xuất gia hay tài gia, mà chỉ dành cho những người có quyết tâm tìm tu giải thoát để thoát ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi. Nhưng điều quan trọng trong sự tu tập này là phải thấu rõ giáo pháp của Đức Phật là thiện pháp, là đức hạnh cao quý của loài người và của thánh nhân. Nên muốn tu tập là phải luôn luôn khắc phục tâm, chế ngự tâm, dẫn tâm và làm chủ tâm mình để biết sống trọn vẹn trong những hành động đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Muốn được vậy thì người tu tập phải nhiệt tâm tinh cần sống một đời sống đạo đức toàn thiện. Người sống được một đời sống như vậy là người chứng đạo, chứ không phải chứng đạo ở chiếc áo cà sa và chiếc đầu cạo trọc. Người tu sĩ Phật giáo tu tập giới luật không nghiêm túc, thường phạm giới, phá giới, tức là không ly dục, ly ác pháp, thì được xem là một cư sĩ trọc đầu. Cho nên Đức Phật đã xác định điều này qua hai câu kệ dưới đây rất rõ ràng. Ta gọi người trưởng lão, chưa hẳn đã xuất gia. Đây là lời Đức Phật dạy, chắc quý vị cư sĩ không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không e ngại và cũng không mặc cảm với chiếc áo cư sĩ của mình sẽ không tu chứng. Hãy luôn luôn tin chắc rằng mình sẽ tu chứng quả giải thoát, không thua tu sĩ. Bởi tu chứng theo Đạo Phật không có gì khó khăn,
chỉ có biết sống đúng đời sống đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh như trên đã nói, thì dù là người xuất gia hay tại gia cũng đều chứng đạo như nhau cả. Nếu không ngăn ác, diệt ác pháp thì người xuất gia cũng như người tại gia không thể nào sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả này được. Không sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả này thì chẳng bao giờ chứng đạo, dù có tu pháp môn nào cũng chẳng có giải thoát. Xin quý vị lưu ý lời dạy này. Một vị tu sĩ của đạo Phật tu chứng đạo rất dễ nhận xét, đó là người nào ly dục ly ác pháp, sống đúng giới luật, tức là sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Chính những người ấy đã chứng đạo, hay nói cách khác là người ấy sống thường tư duy, suy xét lại tâm mình có lỗi thì ngăn chừa, cho nên không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Người sống không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào là người chứng đạo, có phải vậy không quý vị? Chứng đạo đâu có nghĩa là kiến tánh thành Phật, chứng đạo đâu có nghĩa là phải có thần thông, phép thuật tàng hình, kêu mây gọi gió, biết chuyện quá khứ vị lai của mọi người, vân vân. Chứng đạo đâu phải ngồi thiền 5-7 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, vân vân. Chứng đạo chỉ là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ quý vị ạ. Từ xưa đến nay, người ta cứ nghĩ rằng người tu chứng đạo là người phải siêu diệt, phải có đầy đủ thần thông, phép thuật, phải có hào quang, ánh sáng chói lọi khắp bầu trời, vân vân. Chứ người ta đâu nghĩ rằng người tu chứng đạo chỉ là người sống trọn vẹn đầy đủ đạo đức làm người, không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Đó là đạo Phật, đạo giải thoát sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Đây mới thật sự là giải thoát, mới thật sự là đạo từ bi, mới thật sự là đạo trí tuệ, mới thật sự là đạo bất động tâm. Còn những loại pháp môn khác chuyên tụng kinh niệm Phật, sám hối, ngồi thiền, niệm chú bắt ấn, cầu an, cầu siêu, thần thông, phép thuật, biết chuyện quá khứ, vị lai, xem sao, đoán vận mạng, xem ngày giờ tốt xấu, cất nhà, dựng vợ, gả chồng, vân vân, toàn là những pháp môn lừa đảo, lường gạt người, mua danh bán lợi, buôn Phật bán Pháp. Cho nên Đức Phật gọi đó là những trò ảo thuật lừa bịp, gian xảo của những ma dương ba tuần, của quỷ la sát, vân vân. Để mọi người thấy rõ giáo pháp của Đức Phật hơn, bằng hai câu kệ dưới đây, Ngài đã xác định cho mọi người biết rõ để khỏi lầm lạc tà pháp của ngoại đạo. Tu gốc nghiệp lành này, phân biệt ở chánh hạnh. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì đó không phải là gốc thiện sao? Câu kệ thứ hai chỉ cho chúng ta thấy rõ hơn. Nếu muốn biết người tu chứng đạo, thì hãy nhìn vào đạo đức của họ, phân biệt ở chánh hạnh. Phân biệt ở chánh hạnh, quý vị thấy khó khó không? Chánh hạnh là gì? Chánh hạnh là những hành động đoan chánh ngay thẳng, thấy sai nói sai, thấy đúng nói đúng, thấy của Phật nói của Phật, thấy của Đại Thừa nói của Đại Thừa, chứ không nịnh bợ a dua hay thấy sai mà không dám nói sai, thấy của Đại Thừa lại nói là của Phật. Đối với Phật giáo, đó là tà hạnh hèn nhát, không phải chánh hạnh. Từ xưa đến nay, chúng ta thường bị các pháp môn ngoại đạo lừa đảo, nào là có thế giới siêu hình, nào là ông thánh này bà chúa kia ban phước giáng họa, nào là thiên đàng cực lạc niết bàn, nào là địa ngục diêm vương quỷ sứ ngu đầu mã diện ngọc hoàng thượng đế thánh thần tiên Phật tà ma quỷ quái đủ loại, vân vân. Nào là ngồi thiền nhập định, nào là để lại nhục thân, nào là tái sanh luân hồi biết chuyện tiền kiếp của mình, nào là đại ngã tiểu ngã, nào là bản thể dạng hữu, nào là có đấng tạo hóa, Phật tánh, thần thức, linh hồn, vân vân, đều là những trò ảo thuật lừa đảo mọi người mà thôi. Những trò ảo thuật này chẳng có gì thiết thực cụ thể, toàn là ảo tưởng mơ hồ, ảo giác, và chẳng có gì lợi ích cho loài người mà còn làm hại cho con người, tiền mất tật mang. Tóm lại, những gì đạo Phật đã dạy cho chúng ta tu tập và sống thiện pháp đều nằm trong cuộc sống rất thực tế, cụ thể, thường đem lại lợi ích thiết thực cho con người. Là con người, chúng ta chỉ cần biết sống có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì ngay đó là hạnh phúc, là giải thoát rồi. Còn có gì đâu mà đòi hỏi phải có thần thông, pháp thuật, phải ngồi thiền 5-7 ngày, phải được giảng sanh vào cõi cực lạc, thiên đàng, niết bàn, vân vân. Tu hành theo Phật giáo thì giải thoát ngay liền, không cần chờ đợi không gian và thời gian nào cả. Mọi người già trẻ đều tu chứng. Đạo Phật là đạo bình đẳng, người già cũng như tuổi trẻ, người nào cũng có thể tu chứng đạo giải thoát và cũng được Đức Phật xem như nhau. Đạo Phật là đạo vô giai cấp, người tu sĩ cũng như người cư sĩ, nếu ai tu chứng cũng đều được gọi là trưởng lão giống như nhau. Khi tu chứng, người nào cũng giống như người nào cũng vô lậu. Trong đạo Phật không có người tu chứng cao, người tu chứng thấp, vì thế đạo Phật là đạo bình đẳng.
Tuổi trẻ mà biết phân biệt được thiện pháp, ác pháp, biết sống ngăn ngừa và diệt ác pháp, luôn luôn sống với mọi người, với mọi loài chúng sanh trong thiện pháp, tức là không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì người ấy được gọi là trưởng lão. Hai câu kệ dưới đây, Đức Phật đã xác định rõ điều này. Phân biệt chánh pháp lành, đây gọi là trưởng lão. Lời Đức Phật dạy rõ ràng như vậy, cớ sao quý vị tu tập khó quá? Quý vị có biết tại sao không? Chỉ vì quý vị còn tiết dục và ác pháp, nên chưa muốn từ bỏ, chưa muốn xa lìa, có phải vậy không? Hai câu kệ trên đây đã xác quyết con đường giải thoát của Đạo Phật, không ngoài thiện pháp. Cho nên không cần phải tụng kinh niệm Phật, luyện bùa, đọc thần chú, ngồi thiền nhập định mới là giải thoát. Có những người cho rằng, những hạng người căn cơ còn thấp kém thì phải tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, vân vân. Niệm Phật, ngồi thiền, tưởng, cúng bái, tế lễ, cầu siêu, cầu an, vân vân là những pháp môn mê tín. Cho nên lời dạy này là lời ngụy biện che đậy những tà pháp. Như chúng tôi đã hiểu không lầm, căn bản của Đạo Phật là giới luật, là đạo đức, làm người, làm thánh. Vì thế hành giả phải biết khắc phục tâm mình, phải biết sửa lỗi lầm khi mình phạm phải, phải biết xấu hổ khi làm một điều ác, khiến cho mình khổ, người khổ, chúng sanh khổ. Người nào còn chấp thiền, chấp định, chấp tịnh, chấp mật là đã tu sai Đạo Phật. Một bằng chứng cụ thể chứng minh cho chúng ta thấy rằng, từ xưa đến nay, trong bốn tông phái này, không có một vị tu sĩ hay một vị cư sĩ nào sống toàn thiện, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Vì thế, cho đến ngày nay, chưa thấy có một vị sư, thầy hay một vị cư sĩ nào làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi, thường chết trong bệnh đau và chết trong tưởng định. Cho nên, Kinh Pháp Cú đã xác định rõ ràng, muốn tâm thanh tịnh để nhập các loại định làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi thì chỉ có ngăn ác, diệt pháp ác và luôn sống trong thiện pháp. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch, các pháp ác chớ làm, các pháp thiện nên làm, tự tâm ý thanh tịnh, đây là lời Phật dạy. Tóm lại, ba bài kệ trên đây đã xác định khi tu theo Đạo Phật là phải thực hiện pháp nào đúng của Đạo Phật. Nếu không xác định được pháp môn tu hành chân chính của Đạo Phật, thì dù chúng ta có tu ngàn đời, muôn kiếp, cũng chẳng tìm thấy được sự giải thoát, chỉ uổng phí một đời tu hành, chẳng ích lợi gì cho mình và cho người khác. Trên đời này, chỉ có Phật giáo mới có pháp duy nhất dạy người tu tập thoát ra bốn sự khổ đau, sanh, già, bệnh, chết. Đạo Phật lấy đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, làm tiêu chuẩn sống để tu tập và rèn luyện thân tâm mình cho có những hành động đạo đức, khiến mình và mọi người đều được thanh thản, an vui và hạnh phúc. Đây mới chính là mục đích giải thoát của Phật giáo.